Tuổi Tân Mùi 1991, sinh con năm 2024 Giáp Thìn, có tốt không? Nam và nữ sinh năm 1991, tuổi Tân Mùi tức tuổi con dê, thường gọi là đắc long chi dương, tức dê có lộc. Mệnh thổ, lộ bàn thổ, nghĩa là đất ven đường. Người sinh năm 1991 thuộc tuổi con dê, can chi, tuổi theo âm lịch, Tân Mùi, xương con dê, tướng tinh con gấu, con nhà Huỳnh Đế, bằng cùng mệnh. Người sinh năm 1991, lộ bàn thổ, tương sinh với mệnh hỏa, kim, tương khắc với mệnh mộc thủy. Cung mệnh nam, ly thuộc đông tứ trạch, cung mệnh nữ, càn thuộc tây tứ trạch. Tuổi Giáp Thìn 2024 mệnh gì? Nam và nữ, năm sinh 2024 tuổi Giáp Thìn, tức tuổi con rồng, thường gọi là phục đầm chi lâm, tức rồng ở ẩn. Mệnh hỏa phúc đăng hỏa, nghĩa là lửa ngọn đèn. Người sinh năm 2024 cầm tinh con rồng, can chi, tuổi âm lịch, Giáp Thìn, xương con rồng, tướng tinh con rắn, con nhà Bạch Đế, phú quý. Mệnh người sinh năm 2024 phúc đăng hỏa, tương sinh với mệnh thổ mộc, tương khắc với mệnh thủy kim. Cung mệnh nam, chấn thuộc đông tứ trạch. Cung mệnh nữ, chấn thuộc đông tứ trạch. Tuổi Tân Mùi sinh 1991, sinh con năm 2024 có tốt không? Để nhìn nhận được sự xung hợp tuổi con với cha mẹ, khi bố mẹ tuổi Tân Mùi sinh con năm 2024, dựa vào những tiêu chuẩn như ngũ hành, sinh khắc, thiên can xung hợp và địa chi xung hợp, từ đó sẽ đưa ra kết luận nhìn nhận cụ thể sự xung hợp giữa những yếu tố. Dưới đây là hiệu quả đơn cử về sự xung hợp của Tân Mùi và con năm 2024, giúp bạn đưa ra quyết định hành động lựa chọn năm sinh con hợp tuổi với bố mẹ, ngũ hành sinh khắc. Đây là yếu tố đầu tiên và quan trọng hơn khi cả lựa chọn năm sinh con. Thông thường con hợp cha mẹ là tiểu cát 1,5 điểm, cha mẹ hợp con là đại cát 2 điểm, con không hợp với cha mẹ là tiểu hung 0 điểm, cha mẹ không hợp với con là đại hung 0 điểm. Do đó tất cả chúng ta cần tránh đại hung, tốt nhất là ngũ hành cha mẹ tương sinh với con bình hòa 1 điểm, là không tương sinh và không tương khắc và chế ngự với con. Niên mệnh của con là hỏa, phúc đăng hỏa. Niên mệnh của bố mẹ là lộ bàn thổ. Như vậy, niên mạng của con sinh với niên mệnh bố mẹ. Vì hỏa sinh thổ, nên con làm lợi cho mệnh bố mẹ, tiểu cát 1,5 điểm. Thiên can xung hợp, thiên can được đánh theo chiêu kỳ luân hồi 10 năm của người Trung Hoa cổ. Trong thiên can có những cặp tương xung xấu và tương hóa tốt. Thiên can của cha mẹ tương hóa 1 điểm, với con là tốt nhất, bình hòa 0,5 điểm là không tương hóa và không tương xung với con. Thiên can của con là Giáp, thiên can của bố mẹ là Tân. Như vậy, thiên can của bố mẹ bình hòa với thiên can của con bằng 0,5 điểm. Địa chi xung hợp, địa chi được đánh giá theo chu kỳ luân hồi 12 năm, tương ứng 12 con giáp cho những năm hợp xung, và địa chi gồm có tương hình. Trong 12 địa chi có 8 địa chi nằm trong 3 loại chống đối nhau, lục xung 6 cặp tương xung, lục hại 6 cặp tương hại, tứ hành xung, lục hợp, tam hợp. Địa chi của cha mẹ tương hợp 2 điểm và địa chi là tốt nhất, bình hòa 1 điểm là không tương hợp và không tương sinh với con.
Địa chi của con là thìn, địa chi của bố mẹ là mùi, như vậy địa chi của bố mẹ và địa chi của con phạm tứ hành xung, thìn tức sửu mùi hung không điểm. Như vậy kết luận năm 2024 là năm có những chỉ số điểm tương hợp giữa ngũ hành thiên can địa chi của bố mẹ và con ở mức khá thấp, 2,5 điểm. Như vậy tuổi Tân Mùi không hợp tuổi sinh con năm 2024.